Việt Nam có hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần bờ và xa bờ, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, với tổng diện tích trên 1 triệu km2. Với diện tích rộng lớn như vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu toàn bộ vùng biển quốc gia Việt Nam không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, vừa qua, Cục Viễn thám Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã hoàn thành hệ thống giám sát tài nguyên biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám. Những hình ảnh chân thực về đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tất cả được chụp lại bởi hệ thống vệ tinh VNRedSat 1, hệ thống vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam. Vệ tinh VNRedSat 1 phóng thành công lên quỹ đạo ngày 7 tháng 5 năm 2013. Lần đầu tiên, bức tranh toàn cảnh về vùng biển của Việt Nam được vẽ chi tiết nhờ công nghệ viễn thám hiện đại. Thì đây là cũng lần đầu tiên thì chúng ta có được một cái cơ sở dữ liệu nền địa lý thống nhất để có thể trên cơ sở để tích hợp các cái kết quả nghiên cứu về biển đảo trong cái hệ tọa độ quốc gia. Từ những hình ảnh vệ tinh VNRedSat 1 chuyển về qua nhiều công đoạn, sản phẩm là một bản đồ chi tiết về tài nguyên biển, hải đảo Việt Nam. Từ trạm thu, hình ảnh được chuyển về phòng xử lý và phân tích dữ liệu. Tại đây, khối ảnh được thiết lập và bổ sung điểm khống chế ảnh, nắn chỉnh hình học để thành lập ra các bình đồ ảnh. Qua giai đoạn này, ảnh đã được chỉnh về theo hệ tọa độ VN2000 của Việt Nam. Khi mà I1A thì về trước khi về đây thì là hệ tọa độ thì đang ở một cái hệ tọa độ chung là hệ tọa độ toàn cầu. Sau khi về nắn chỉnh về một cái hệ tọa độ thì để cho người sử dụng các bước phân tích tiếp theo thì nó liền một khối. Hình dạng của các đảo trên biển sau khi được quy về một tọa độ xác định của Việt Nam được cắt ra theo quy chuẩn của tỷ lệ bản đồ xác định thêm các thông số. Qua đó, hình ảnh bản đồ chi tiết về các đảo và quần đảo của Việt Nam đã được hoàn thành. Viễn thám rất là có lợi ích to lớn trong cái việc thành lập những cái bản đồ về biển đảo. Vì nếu không có công nghệ viễn thám thì việc thành lập đấy là rất là khó. Cập nhật thông tin, dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ yêu cầu cung cấp thông tin mang tính thời sự, giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh quốc phòng. Nhờ ứng dụng công nghệ viễn thám, cơ sở dữ liệu thông tin địa lý ảnh vệ tinh trên diện rộng, liên tục, chính xác đa thời gian cho toàn vùng biển và hải đảo Việt Nam đã được thiết lập. Và lần đầu tiên, Việt Nam đã vẽ được bức tranh toàn cảnh về vùng biển quốc gia, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dự án giám sát tài nguyên biển, hải đảo Việt Nam bằng công nghệ viễn thám thuộc đề án 47 về điều tra cơ bản tài nguyên biển, hải đảo. Dự án này vừa được hoàn thành vào cuối năm 2014 và mang lại nhiều giá trị thực tiễn. Phóng viên kênh VTC10 đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự án này. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông có thể cho biết ưu điểm vượt trội của dự án giám sát tài nguyên biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám? Ưu điểm nổi bật của cái dự án này là sử dụng công nghệ mới là công nghệ viễn thám. Thứ nhất là các cái độ phân giải của tư liệu viễn thám rất là đa dạng, từ phân giải cao cho đến những cái vùng rất rộng lớn. Cái thứ hai về cái độ phủ của nó thì có thể phủ trên những cái vùng rất rộng lớn, như là cả một cái khu vực cũng như là cả một cái bán đảo. Cho đến là đặc tả chi tiết từng cái hòn đảo một thì cũng rất phù hợp với lại cái đối tượng nghiên cứu. Cái thứ ba nữa là các cái độ phân giải phổ của cái ảnh của kỹ thuật giúp cho có thể là giám sát và nhận biết nhiều các cái đối tượng trên mặt biển. Và cái thứ tư nữa là cái khả năng chụp lặp lại, nên là nó sẽ cho ta giám sát đa thời gian. Ý nghĩa của việc hoàn thành dự án này là gì ạ? Ta lần đầu tiên có một cái hệ thống này thì nó cũng là một cái như là một cái thời điểm ban đầu để tiếp theo là chúng ta tiếp tục có cái giám sát đa thời gian để tính toán các cái biến động ở trên các cái vùng biển đấy. Trên cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì thực ra là tất cả bằng các công nghệ viễn thám thì đều có thể là giám sát được các cái hoạt động ở trên đấy. Tuy nhiên là các cái thông tin mà nó để và nó xác thực và nó mang cái tính chất là ứng dụng được thì nó cũng phải có các cái kiểm chứng thực địa. Năng lực của các nhà khoa học Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thành và triển khai dự án giám sát tài nguyên biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám như thế nào ạ? Cái nhân lực của chúng ta thì cũng được đào tạo ở nhiều nước trên thế giới. Thì đến nay thì các cán bộ kỹ thuật cũng như các nhà khoa học của ta thì cũng đủ cái năng lực để có thể là áp dụng các cái
cơ sở dữ liệu này cũng như các cái dữ liệu viễn thám và làm các cái nghiên cứu cơ bản, điều tra tài nguyên môi trường cơ bản ở trên cái vùng đảo của Việt Nam. Trong tương lai thì chúng ta vẫn tiếp tục phải học tập và nhập thêm các cái công nghệ nữa để có thể là đáp ứng được các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.